Bạn muốn tạo ra hàng ngàn video ngắn mà không tốn quá nhiều thời gian hay là công sức? Hãy kết hợp giữa Gemini và Canva, một bộ đôi quyền lực giúp bạn biến ý tưởng thành video chỉ trong vài phút. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá bộ đôi này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào Google Gemini. Và anh chị lưu ý là ở đây Hữu sử dụng Gemini bản có phí. Với Gemini bản có phí thì nó là một cái trợ lý AI rất là mạnh mẽ. Nó giúp cho bạn là viết lách nè, lập trình nè, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định rất là chính xác. Và anh chị có nhu cầu sử dụng thì hãy liên hệ với mật mã để được hỗ trợ nhé. Hữu sẽ ra một câu lệnh là hãy tạo 10 câu nói tiếng Việt hay về cuộc sống, thì nó gồm 2 cột là trích dẫn và tác giả, thì Hữu sẽ enter. Thì cũng tùy thuộc vào mong muốn của các bạn thì cái số lượng này có thể nâng lên là 10, 20 hay 100 hay 1000 gì đó. Và sau khi ra câu lệnh thì Gemini đã trả về chúng ta những câu nói rất là hay, thì chúng ta sẽ sử dụng những nội dung này để đưa vào Canva để tạo ra những video rất là hấp dẫn. Phần đầu tiên thì chúng ta đã sử dụng Google Gemini để tạo ra những cái nội dung hay. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng Canva để tạo ra những cái mẫu video. Để làm được điều đó thì chúng ta sẽ chọn là Create, chọn là video TikTok. Rồi, ở đây Canva nó hỗ trợ chúng ta rất là nhiều cái mẫu template video đẹp để chúng ta có thể là lựa chọn. Phần này thì Hữu sẽ chọn là mẫu này. Sau khi chúng ta đã có được một template rồi thì cái bước đầu tiên rất là quan trọng đó chính là chúng ta edit lại cái template đó. Ở đây Hữu sẽ chỉnh phần này xích xuống, cho cái kích thước chữ là 100, cho phông chữ là Roboto, rồi đưa nội dung này xích lên. Thì trong nội dung video của chúng ta thì thường có 2 phần, đó chính là cái phần này là tên tác giả và phần này chính là nội dung của trích dẫn. Sau khi chúng ta đã có được một template tương đối là hoàn chỉnh rồi thì chúng ta sẽ đưa dữ liệu từ Google Gemini vào cái template này. Phần đầu tiên đó chính là tên tác giả, chúng ta dán vào đây. Rồi, và phần thứ hai chính là nội dung trích dẫn, ta copy, rồi chúng ta dán vào đây. Như vậy thì chúng ta đã có được một video có thể đăng trên các nền tảng rồi. Nhưng mà để tạo ra hàng trăm, hàng ngàn video mà làm thủ công như vậy thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian của chúng ta. Như vậy có một cách nào đó để chúng ta có thể là thêm dữ liệu hàng loạt hay không, tự động hay không, thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Để làm được điều đó thì chúng ta sẽ chọn vào App, rồi sau đó chọn là bước Create, chọn là thêm dữ liệu. Ở đây nó sẽ có 2 cột, chúng ta sẽ xóa tất cả đi. Rồi chúng ta sẽ vào Google Gemini, rồi copy 2 cột này vào, rồi chúng ta sẽ nhấp vào đây, chọn dán. Rồi như vậy thì nó đã thêm những cái dữ liệu từ Google Gemini vào đây rồi. Chúng ta chọn Done để kết thúc. Ở đây nó sẽ có 2 phần, đó chính là trích dẫn và tác giả. Và tương tự như vậy trong template của chúng ta sẽ cũng có 2 phần, đó chính là tác giả và trích dẫn. Để thêm tự động chúng ta chọn vào tác giả, nhấp vào nút 3 chấm, chọn vào kết nối dữ liệu, phần này chính là tác giả. Rồi tương tự như vậy chúng ta thêm phần trích dẫn vào, chọn vào trích dẫn, nhấp vào nút 3 chấm, chọn là kết nối dữ liệu, chọn là trích dẫn, chọn Ctrl New, chọn là tạo ra 10 cái thiết kế này. Sau đó thì Canva nó đã tạo chúng ta một thư mục là những cái video vừa rồi, chúng ta chọn xem, rồi chúng ta chọn phần này, đó chính là 10 video. Như vậy thì Canva nó đã hỗ trợ chúng ta tạo ra 10 video rất là nhanh chóng rồi. Và cái bước cuối cùng rất là quan trọng là chúng ta sẽ đến từng video để kiểm tra xem cái nội dung của chúng ta nó có bị lỗi hay không, chính là lỗi phông nè, lỗi vị trí nè, rồi lỗi kích thước nè, chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cho nó đẹp, nó phù hợp. Và vừa rồi thì Hữu vừa hướng dẫn anh chị cái cách mà chúng ta tạo ra hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn video với Google Gemini và Canva rất là nhanh chóng, rất là tiện lợi. Và anh chị có muốn tìm hiểu về chủ đề gì hãy cùng comment cho Hữu biết với nhé. Và hẹn gặp lại anh chị trong những video sau.